Liên quan tới chiến lược phát triển hàng không, Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines xúc tiến mua siêu máy bay Airbus 380. Bộ này cho rằng Vietnam Airlines là hãng hàng không lớn của quốc gia nên phải có đội tàu bay lớn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất mua máy bay Airbus 380, A380 của Vietnam Airlines đã được chính phủ đồng ý về mặt chủ trương. Vì vậy, cùng với việc thay đổi đội tàu bay trong 3 năm tới, Vietnam Airlines cần xúc tiến đặt hàng và mua máy bay A380. A380 là dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Đây là loại máy bay 2 tầng với 4 động cơ do Airbus sản xuất. Hiện những hãng hàng không trên thế giới đang sử dụng dòng siêu máy bay này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore Airlines và Thái Airways là những hãng hàng không 5 sao đầu tiên sở hữu máy bay A380 trong đội bay của mình. Trong định hướng phát triển của Vietnam Airlines, hãng này phấn đấu đến năm 2015 sẽ định hình đội tàu bay B787 trên A350. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ thuộc loại khá trong khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và trở thành hãng hàng không 4 sao. Dự định mua siêu máy bay A380 của Vietnam Airlines được đưa ra từ lâu và chính thức được Bộ Giao thông Vận tải trình chính phủ vào giữa năm 2011. Vietnam Airlines đặt tham vọng đến năm 2020 sẽ trở thành hãng hàng không được ưa chuộng ở châu Á về chất lượng dịch vụ trên không và mặt đất.